cuối cùng đã hết giờ rồi. Trong cái này vui quá nhỉ. Em nhảy cái hồn tới trong cung giám thị để đi đám quán truyền. Hả? Vui chỗ nào? Thôi tới về phòng ngủ ở đây Yaki. Ngày mai nhớ lại cùng rút tình cho học sinh đáng ghét nữa nhé. Bye. Hả? Tốt nhất là đừng bao giờ có ý định đi vào khu vực đó, nếu không muốn chết. Tối nay sao mà dám ngủ đây? Xin chúc mừng học sinh Yaki Natsumi, hôm nay đã đạt được thành tích tốt. Em đã bỏ phiếu thành công ai là ma sói nâu vào tối hôm nay. Vì thế em chính thức được vào danh sách bảng xếp hạng lớp học ma sói trên toàn vũ trụ này. Mà đã có thứ hạng rồi sao? Thưa Mr. Carrot, em hạng bao nhiêu ạ? Có hơn hạng tên CEO chưa? Thứ hạng của em là 777. Hả? Sao thấp thế? Hạng của mình còn thua cả tên Elias gần 100 hạng lận. Muốn có thứ hạng cao hơn, em cần phải suy đoán ma sói chính xác trong cuộc bỏ phiếu, hoặc tự tay tiêu diệt ma sói Macaron nếu là thợ săn, tiêu diệt dân làng nếu là phe phản diện. Chúc em may mắn và có thứ hạng cao hơn nhé. Tạm biệt. Hành trình của mình sẽ còn rất là dài đây. Mình tự hỏi là những người trong top 10 mạnh cỡ nào nhỉ? Chắc là kinh khủng lắm. Phải rồi ha, không biết là hôm nay mình kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ? Xin chúc mừng, bạn đã sống sót được qua đêm nay. Vì bạn nói là xếp hạng 777, nên đêm nay bạn được thưởng 11 đô thay vì 10 đô. Đồng thời, bạn đã bỏ phiếu ma sói thành công, bạn được thưởng thêm 10 đô. Ồ, xếp hạng càng cao thì tiền thưởng sống sót qua mỗi đêm được tăng lên. Mình hiểu rồi, mà không biết tình hình của Ami thế nào là nhỉ? Này cô Mana, kêu tôi bật kênh 654 đi. Ok, số tiền của bạn sẽ được tự động trừ hết 10 đô la cà rốt. Ok, bà lên xem nào. Ô, Ami kìa, may quá, cô ta vẫn còn sống. Mà có chuyện gì thế? Sao cô ta cứ đảo mắt nhìn xung quanh và tay chân run run thế nhỉ? Thì ra là Ami mất đi vệ sinh. Hình như là khi theo dõi ai đó vào nhà vệ sinh thì TV sẽ tự động đen màn hình thì phải. Hả? Ô, chào Ami. Hả? Mấy tên này là ai đây? Bạn cùng lớp à? Chào các cậu. Ủa, Ami, cậu định đi vệ sinh hả? Hả? Không có đâu, tao định đi uống nước. Hả? Rõ ràng vừa nãy anh đi rẽ vào nhà vệ sinh mà. Sao cậu ta lại nói dối chứ? Thì ra là Ami định uống nước. Trời ơi, là hiểu lầm. Gái sinh là không giờ đi ỉ cả, chỉ có con trai chúng ta là đi vệ sinh thôi. Thôi tới đi ngủ đây, tạm biệt các cậu nha. Ami, tới cậu ngủ ngon nhé. Nè, sinh này cậu chắc là ngủ không ngáy đâu ha. Tạm biệt các cậu, tớ ngủ đây. Ôi, cô ta thật là dễ thương. Hả? Mấy cái thằng này logic cái gì đây? Gái sinh thì không được đi vệ sinh à? Mà sao Ami lại ngại ngùng nhịn vào nhà toilet luôn vậy? Tụi nó tuân thật thì sao? Nghĩ lại thì hôm trước Ami cũng ngại ngùng với bạn cùng lớp và nói dối đủ thứ luôn. Thôi cũ nào, cũng trễ rồi. Hả? Tiếng gì thế? Nó phát ra từ dãy hành lang ma ám thì phải. Tại sao phòng của mình là ở kế bên chứ? Lạnh quá, phòng này không có cửa sổ, gió lùa vào muốn đóng băng luôn. Nằm trên cái bì cách tông này không ổn rồi, ước gì có cái đệm nào ấm áp hơn nhỉ. Xin chào, tôi là Mana đây. Nghe nói bạn cần một cái chăn ấm áp hả? Vậy cả mình, ít ra có phải gõ cửa chứ. Cậu muốn mua chăn loại nào? Chăn lông cừu hay là chăn cung điện hoàng gia? Tôi có hơn 2.000 loại chăn khác nhau đây. Mình mới cần 11 đô la cà rốt thôi, nhưng phải để dành ngày mai ăn sáng nữa. Cho tôi cái chăn giá rẻ nhất đi cô Mana. Ok, bạn đã chọn nệm futo Nhật Bản với giá là 5 đô la. Chúc bạn ngủ ngon. Đã đến lúc dẹp cái này được rồi đấy. Ấm áp quá. Đến giờ ăn sáng rồi Yaki, dậy đi. Đến giờ ăn sáng rồi. Hả? Cái gì nữa đây? Dậy ăn sáng là Yaki, còn ngủ trễ 10 phút rồi đó.
Hả? Sao tự nhiên hôm nay cứ tới dậy làm gì thế? Tớ muốn khai cái này với cậu, tớ được xếp hạng 7/80 đó. Hồ vậy ư, tớ hạng cao hơn cậu rồi, tớ là 777. Không phải, trong cái một đêm, hạng có học sinh Yakinatsumi giảm xuống còn 781. Hả? Là cái gì nói bí ẩn đó? Sao tôi tụt hạng rồi? Tôi thấy ngủ thôi mà. Cậu tăng hạng thì các học sinh trường khác cũng tăng hạng theo thôi, đó là chuyện bình thường. Muốn thứ hạng cao hơn, cậu phải cố gắng hơn nữa. À ha, Yaki, tôi mới là người hạng cao hơn cậu nha. Đừng vội cười, tôi lại vượt hạng cậu cho mọi xem. Đi ăn sáng thôi, đi ăn sáng thôi. Hả? Có chuyện gì thế, Erika? Erika, mày có chắc là thằng Yaki và con Erika sẽ đi ngang qua đây chứ? Tao phải trả thù vụ hôm qua mới được. Em chắc mày đại ca. Thôi tiêu rồi, hai đứa nó đang chặn được chúng ta kìa. Bọn này thù danh như vậy sao? Là sao đây Yaki? Tao không muốn bỏ ăn sáng đâu. Đó thì là sao cứ sức lại chơi thể thao đây. Đúng rồi, Gio nè. Hả? Cô của tôi sao? Cậu có thể giúp bọn tớ vào canteen mua đồ ăn rồi chuyển cho bọn tớ được không? Bọn tớ không thể ra ngoài được, nha. Không, tự làm đi. Này, Gio. Đáng ghét thật, tưởng mình hạng cao nhất lớp là ngon hả? Ước gì ở đây có cả dịch vụ giao hàng tận nơi nhỉ? Cái gì? Có ai gọi tôi hả? Hả? Cậu là ai? Cậu từ đâu ra xuất hiện vậy? Xin chào, tớ là Lucy, người vận chuyển. Công việc của tớ là giao hàng theo yêu cầu và bán phương tiện đi lại. Wow, trông cậu nhỏ xíu à Yaki, dễ thương quá. Ồ, tiện quá nhỉ, mới nói có liền. Vậy cậu vào canteen mua giùm tớ một cái hộp xôi hậu cẩm nhé. Còn tớ là muốn một bơm muốn bò. Ok, có liền, cậu đợi tớ một tí nhé. Nhanh quá đi. Hả? Cái gì vừa lướt qua vậy? Chào Popeye, cho em một phần xôi bò và một tấm bún mặn đi. Ok, em đợi tí. Hả? Xôi bò và bún mặn? Có gì ngộ vậy nhỉ? Đồ ăn này Lucy, cái tên nhờ giao hàng của em á mà không trả tiền, hãy nhớ đấm nhung anh nhé. Ok anh, em nhớ rồi ạ. Ok, đủ có hai bạn đây, xôi bò và bún mặn, tổng cộng là 10 đô la cà rốt, thêm 2 đô tiền ship nữa là 12 đô la. Hả? Xôi bò? Nhưng mà tôi gọi xôi mặn mà. Còn tớ là gọi bún bò chứ gọi bún mặn đâu. Hả? Tao nhớ lộn rồi. Xin lỗi hai cậu, để tao đi đổi lại. Hả? Đại ca, nhìn kìa, hai đứa đang đứng cạnh cửa sổ. Ôi, chúng ta bị phát hiện rồi Yaki ơi. Nè Lucy, có cần đổi đồ ăn nữa, tiền đây. Tụi bay đi rồi. Hai đứa chạy chúng ta, tiền đây Lucy, hỏi cần đổi, cảm ơn nhé. Ok, cảm ơn vị khách ạ. Tụi bay đi rồi. Erika, bạn chạy lấy tôi nhé. Hả? Nó đi chuyển đi sao quá. Wow, Yaki, còn đi chuyển xa ghê đó. Không khác gì vào Novi nến tạ. Thiệt không? Thôi, nó là trốn đứa này đó đi ăn sáng đi, Erika. Chào mừng các bạn đến với Yaki Roblox.vn. Tại đây, các bạn có thể thử với Random Arc Level 1500, Arc Random 100% có song kiếm, Arc Random 3-5 Migli V2 cực và 100% có God Human. Hiện tại đang có xe 10k lại bằng 110 Robux. Hãy nhanh chân lên nhé và cùng tham gia. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Đã hết giờ ăn sáng, yêu cầu các em tập trung tại phòng 202. Hmm.
Đây là cái gì mà đứng trên bàn thế? Đề phòng kẻ địch đánh lén. Con không hiểu đâu Gio. Hờ, rảnh thật. Tao đang no bụng nên chưa thể vận động cơ thể được. Chứ hết giờ học, tụi mày biết tay tao. Chào các em, tôi là Mr. Carrot, giáo viên dạy môn văn. Tất cả hãy lấy giấy ra và làm bài kiểm tra ngay lập tức nào. Hả? Kiểm tra ngay bây giờ luôn á? Sống vội quá vậy. Đề bài, hãy miêu tả người em cho là vĩ đại nhất thế giới. 45 phút, bắt đầu. Hả? Vĩ đại nhất thế giới á? Là ai đây? Là ta chứ còn ai nữa. Này Elias, mày nhớ tả về tao nghe chưa? Hả? Thưa đại ca. Thôi xong mình rồi. Vĩ đại nhất à, chắc là siêu nhân, Superman, Iron Man rồi à, biết thôi. Dừng lại, con lật đề rồi đó Yaki. Hả? Giọng của mẹ. Đối với mẹ, người vĩ đại nhất chính là Mr. Carrot. Không phải, vĩ đại nhất chính là Captain America. Nghe lời mẹ, viết về Mr. Carrot đi con. À, phải rồi nhỉ, mình nhớ ra rồi. Hồi nhỏ, mẹ có kể với mình về một người thầy quyền năng tên là Mr. Carrot. Liệu có phải là ông ta không nhỉ? À, không thể nào, đã 20 năm rồi mà. Lẽ ra ông ta tóc bạc hết cả rồi chứ. Ok, viết theo những gì mà mẹ đã kể với mình vào lúc nhỏ thôi. Đối với nhiều người thì các vị anh hùng giúp đỡ trái đất như là Superman, Iron Man hoặc là những người xem bố mẹ là người ý nghĩa nhất. Tuy nhiên, đối với em, Mr. Carrot mới chính là vị thầy giáo vĩ đại nhất vũ trụ này. Yaki, bài viết các em thật là cảm động. Tôi đã rơi nước mắt. Tôi tuyên bố Yaki được 10 điểm văn. Cậu nịnh thầy quá nha. Yaki, em sẽ được thưởng. Vào tối nay, em sẽ được một bữa tiệc hoành tráng ở ngoài trời. Ma sói và macaron hoặc bất kỳ ai khác không thể bước vào được. Yes! Hả? Đi cao nhất không phải là có mình sao? Thưa Mr. Carrot, vậy ai là người đi thất nhất lớp ạ? À? Gio, bài viết này là sao hả? Sao ạ? Em viết cái gì thế này? Đối với em, trên đời này không có ai vĩ đại nhất cả. Không phải bố mẹ em, cũng như là siêu nhân Captain America gì cả. Mr. Carrot cũng không luôn. Người vĩ đại nhất là người đã làm ra video tuyệt vời nhất trên YouTube. Tiếng chó sủa Lofi hay và ấm. Tiếng chó sủa dưới dòng nhạc Lofi tạo ra các tần số âm thanh kích thích lỗ tai con người, khiến chúng ta dễ rơi vào giấc ngủ hơn. Một di sản tuyệt tác đã để lại cho nhân loại. Hay mà thầy. Hay cái gì mà hay chứ? Không điểm. Và em sẽ bị phạt vào tối nay. Gio, vào tối nay em sẽ bị cấm ngủ trong phòng riêng của mình. Nếu vi phạm là sẽ bị loại. Không. Ok, vậy nhé. Hẹn gặp lại các em vào cuộc bỏ phiếu tối nay. Bài tập về nhạc ở trong trang 17, 19 và 20. Tạm biệt. Được rồi cả lớp, ai đã làm bài tập thì nó lên đây và chuẩn bị bỏ phiếu nào. Em, thưa thầy. Elias, mày làm bài tập với tao chưa? Rồi thưa đại ca, nhưng mà em không biết làm cái đúng hết không ạ. Em sẽ phải nộp bài nhé. Mình bận đi bơi nên không có thời gian làm. Chỉ làm được đúng 3 câu thôi. Hôm nay cả lớp đều làm bài tập về nhà. Rất tốt. Tiền thưởng sẽ tự động gửi vào thùng của các em. Bạn được thưởng $5 cà rốt. Hả? Ít vậy. Còn tới được $6 nè. Thắng cậu rồi. Được rồi, không nên chơi nữa. Cuộc bỏ phiếu bắt đầu. Tôi chả biết là ai cả. Tôi bỏ phiếu trống. Tôi cũng bỏ phiếu trống. Không phải là hôm qua tên Yaki đã giết Candy sao? Tôi bỏ phiếu cho Yaki. Elias. Hả? Đúng rồi, chính nó. Tôi bỏ phiếu cho Yaki. Hả? Tôi đã bảo là không phải mà. Hai cái người kỳ ghê nha. Được rồi, tôi đã không nghi ngờ. Nhưng tôi sẽ bỏ phiếu. Tôi chọn Samson. Hôm nay cả lớp bình chọn vớ vẩn thật. Tôi sẽ không tham gia. Tôi bỏ phiếu trống. Hay là nhân cơ hội này mình lại luôn Samson nhỉ? Còn hắn ở đây lại sẽ còn loạn hơn. Tôi bỏ phiếu cho Samson. Cái gì? Này Joe, hãy còn lại Samson nào. Cậu cũng sợ hắn mà có phải không? Nếu chúng ta thắng thì từ nay chúng ta sẽ không còn phải sợ ai cả. Hả? Mày thử bình chọn tao xem. Tao tìm đến nhà mày đấy Joe. Em xin lỗi. Tôi bỏ phiếu cho Yaki ạ. Hả? Nè Joe, có gì mà phải sợ tên Thanh Sung chứ. Bỏ bao phiếu là hắn chắc chắn bị loại rồi. Thầy logic của tôi á, thì hai người bình chọn nhau là do ghét nhau thôi. Điều đó sẽ là mối đoàn kết. Nên tôi xin phép bỏ phiếu cho Samson để nó cân bằng và không ai phải chết cả. Hay lắm, cảm ơn nhé, Roman.
Mày được lắm Roman, tí nữa ra nói chuyện với tao. Hả? Nhưng mà... Ok, hầu như cả lớp đều bỏ phiếu cả rồi, chỉ còn người xem video này thôi. Mời em mình chọn. Hả? À, có kết quả rồi, em xin bỏ phiếu cho... Hết giờ, kết thúc cuộc bỏ phiếu. Hả? Chưa kịp nói nữa. Yaki và Samson đều có số phiếu bằng nhau là 3 phiếu. Đêm nay, không có ai bị loại cả. Đã đến giờ Masoi và Makaron hoạt động. Chúc các em may mắn. May quá, có anh thằng rồi đó, Yaki. Ừ, cảm ơn cậu nhé, Erika. Cả Roman nữa. Roman, đi theo tao ra ngoài nào. Hả? Tiêu mày rồi Roman, đại ca đã bực rồi. Hả? Mày có làm gì đâu chứ. Hai tên nó lại dễ trả bắt nàng nữa rồi. Yaki, chúng ta đi với cậu ấy nào. Khoan đã, Erika, CEO đáng ngờ hơn. Tự dưng cậu ta nhảy ra khỏi cửa sổ để làm gì thế? Ui da, rác vẫn chưa dọn à. Mr. Cà Rốt, ông nên dọn đi chứ. À, quên mất, tên này không được bình thường mà. Mình lo xa rồi. Thôi, để giúp Roman nào, Erika. Tha cho tôi đi. Ai bảo hồi nãy mày bỏ phiếu tao làm cái gì? Này Samsung, nhận lại coi, không được bắt nạt Roman. Hả? Tao chưa tha cho hai tụi bay đâu. Để tao sửa thằng này trước đã. Nè, Erika, cô đá vào mông hắn nhiên hôm qua đi. Ừ, tao biết rồi. Một, hai. Tha cho tôi, tao có thể dùng kiến thức của mình để tìm ra sói đó. Hả? Phải rồi nhỉ? Mày là thằng mọt sách, rất là thông minh. Hả? Được rồi, tao tha cho mày đấy. Từ giờ, mày sẽ làm máy dò sói cho tao. Rõ chưa? Rõ ạ. Tuy là tôi không có rành về ma sói như là Candy lắm, nhưng tao xin thề là tôi rất là giỏi về các lĩnh vực khoa học tự nhiên. Hai, lại nữa rồi. Tên Samson này toàn vắt sữa người khác. Cậu được thưởng ăn một bữa tiệc phải không? Nghĩ đến thôi lại đói quá à. Để ta ăn ké nha Jackie. Đi nào, xuống sân nào. Hả? Đây rồi. Tôi thấy rồi. Hả? Các thứ nước gì vàng vàng đây? Khai quá. À, đây là nước thải của ma sói đấy ạ. Ở trong môi trường tự nhiên thì loài sói đánh dấu lãnh thổ của mình bằng nước tiểu trong một khu vực nhất định. Lãnh thổ là khu vực loài sói thường xuyên hoạt động, cũng như là lời cảnh báo với các loài động vật khác là không được bén mảng lại gần. À, thì ra là vậy. Mặc dù ta chưa hiểu gì cả. Tức là khu vực tầng 2 này chính là địa bàn của ma sói đấy ạ, thưa anh Samson. Mày giỏi đấy, tao tạm tin. Tối nay phải tiêu diệt con sói đó mới được. Elias, mày đi cùng Roman đi quanh tầng 2 để tìm con sói đi. Rồi báo tao. Vâng, thưa đại ca. Đi nào, Roman. Thằng Roman, hết thằng Canh đi là đến thằng Roman. Kiến thức của Roman cũng có ít đấy chứ. Phải đi theo học hỏi mới được. Vô, Roman, cho tham gia với. Ồ, Yaki, chào. Ủa, Elias đâu? Không phải là nó đi cùng cậu sao? À, Elias đi vệ sinh rồi. Ở kia ta đứng đây. Tức thật, mới là cái tên Candy hôm qua xong, hôm nay đại ca lại tin tưởng cái thằng mặc sách Roman. Hả? Vậy là việc lãnh thổ con sói lửa ở tầng 2 là có thật sao? Này Roman, còn đợi có lâu không? Hả? Elias. Mà ê, Roman, ở gần nhà vệ sinh á là ta phát hiện ra một vũng nước hơi khai. Cậu lại kiểm tra xem có phải là có tên ma sói không? Hả? Thiệt hả? Tuyệt. Có cái gì đó. Này Roman, ở đằng kia đó. Cậu qua kia đi. Ồ, đúng là có cái mùi gì đó thật. Hả? Hả? Âm thanh gì thế? Đây là cái giá phải trả khi tụi bay khiến đại ca tin tưởng hơn tao. Ê Roman, sao rồi? Cái gì thế? May mà tớ xài kiểu lá bài này. Lá bài đặc biệt bảo vệ
Nhiệm vụ của bảo vệ là lựa chọn một người để cứu. Bảo vệ có thể tự chọn cứu mình. Người được bảo vệ cứu nếu như bị ma sói cắn thì vẫn sẽ sống sót vào sáng hôm sau. Nhưng bảo vệ không được cứu một người liên tiếp hay lượt chơi. Lưu ý, người được bảo vệ vẫn có thể chết do bị phù thủy đầu độc. Trò ma sói này có lẽ là như vậy sao? Thật là tuyệt.